châu Âu đóng cửa biên giới toàn khối chống COVID-19. Lãnh đạo các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, EU, đã nhất trí đóng cửa biên giới của toàn khối trong 30 ngày để ngăn virus corona mới, SARS-CoV-2, lây lan. CNN ngày 17 tháng 3 đưa tin, EU đã đồng ý tạm thời đóng cửa biên giới đối với các di chuyển không cần thiết từ một nước thứ ba, trong bối cảnh khối này đang nỗ lực trong cuộc chiến chống COVID-19. Thông báo của EU có hiệu lực ngay tức thì, và một số trường hợp ngoại lệ là những người sống ở khối EU lâu năm, các nhà ngoại giao, các bác sĩ, các nhà nghiên cứu nhằm kiểm soát cuộc khủng hoảng COVID-19. Biện pháp trên sẽ kéo dài trong 30 ngày và không áp dụng cho Anh, quốc gia đã tuyên bố rời EU. Tuy nhiên, theo CNN, thỏa thuận này không có sự ràng buộc về mặt pháp lý và phụ thuộc vào từng quốc gia có chọn thực hiện hay không. Biện pháp trên là tùy vào các nhà lãnh đạo ở các nước, họ cho biết sẽ ngay lập tức thực hiện. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu sau cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo các nước thuộc EU. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tâm dịch COVID-19 hiện đã chuyển từ châu Á sang châu Âu. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh ở châu Âu đã gây ra căng thẳng chính trị trong các quốc gia liên minh và gây áp lực dẫn tới hành động của giới chức các nước. Trên thực tế, EU không có nhiều quyền hạn chính thức trong việc buộc các quốc gia thành viên thực hiện chính sách về biên giới hay y tế. EU hy vọng rằng thông qua việc đóng cửa biên giới với bên ngoài, một số quốc gia trong khối sẽ mở lại biên giới nội bộ bên trong EU sau khi Pháp, Tây Ban Nha và Đan Mạch đã đóng lại để ứng phó khủng hoảng. Sáng sớm ngày 17 tháng 3, Đức cũng tuyên bố đóng cửa biên giới ở một số khu vực. Giới chức EU cho rằng việc mở lại biên giới nội bộ giữa 27 nước thành viên sẽ giúp khối áp dụng biện pháp chống dịch phối kết hợp dễ dàng hơn. Chủ tịch Ủy ban châu Âu von der Leyen không đưa ra thông tin về việc có nước thành viên nào cam kết sẽ mở lại biên giới nội bộ hay không trong cuộc họp báo ngày 17 tháng 3. Tuy nhiên, bà tin rằng sẽ có động thái tích cực được thực hiện trong giai đoạn sau. Đức Hoàng, tổng hợp.